Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh rất đông người dân xúm lại tìm cách giải cứu giúp em bé nhỏ không may bị kẹt ngón tay vào cánh cửa ra vào gây xôn xao. Kèm theo đó là dòng chia sẻ, các mẹ có con nhỏ chu đáo nhé, sáng nay 27 tháng 10, người mẹ trẻ bế con đến cửa hàng bờ. Đường Bùi Quang là, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cháu bé nhỏ móc tay vào cửa kính cửa ra vào, mọi người tập trung cứu giúp hộ. Y 15 phút sau có ông thợ mở được cửa, tay bé nhỏ cháu bị tổn yêu mến và đầm máu. Tội nghiệp đứa bé nhỏ chừng 1 tuổi. Mong mọi người chu đáo nhé. Cũng phải bình tĩnh xử lý nữa. Đập kính có khi đứt luôn bàn tay như chơi. Quan sát hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một em bé nhỏ được mẹ bế trên tay đang không hoàn thành khóc thét gì ngại ngại và đau đớn. Trong khi đó, bốn ngón tay của em nhỏ đang bị bận rộn kẹt ở khe cửa kính ra vào đến tụ máu tím đỏ. Chứng kiến sự việc rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc. Một số nhân viên, bảo vệ và người dân cũng xúm vào tìm cách cậy cửa, nới rộng rãi khe hẹp để em bé nhỏ có thể rút tay ra. Rất nhiều biện pháp được đem ra thử từ bôi xà phòng vào tay em bé nhỏ để dãy rút ra khe cửa. Thậm chí một người đàn ông còn dùng con dao lớn luồn vào khe cửa để bẫy, nhưng sau một hồi loay quay bàn tay nhỏ bé nhỏ vẫn bị bận rộn kẹt. Lúc này, một người phụ nữ trung niên được cho là người thân của em bé nhỏ không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng đề nghị đập cửa kính để giải cứu giúp cháu bé nhỏ. Tuy nhiên, sau một hồi cậy chốt cửa bên dưới thì sau cuối em nhỏ cũng rút được tay ra ngoài. Theo chia sẻ của người đăng tải clip, bàn tay em nhỏ bị bầm máu và tổn yêu mến do bị kẹt quá lâu. Ngay sau khi sự việc trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người ngại ngại. Bởi chỉ một chút sơ sẩy không để ý của người lớn là các em nhỏ có thể gặp gỡ phải tai họa không mong muốn. Đồng thời, đây là lời cảnh báo tới các bậc phụ thân mẹ, nếu có kế hoạch đưa con đi đến nơi công cộng cần liên tục chăm sóc đến con, nhắc nhở các bé nhỏ chu đáo để tránh xảy ra sự